Rồi thì hôm nay Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì Tiến cũng tiếp tục đi xong cả nhà ơi. Thì lời đầu tiên Tiến xin gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà. Chúc nhà một ngày mới thành công và tràn đầy hạnh phúc trong sống cả nhà ơi. Thì bữa nay thì Tiến đi những cái khu vực kiểu như cũng gần gần nhà thôi cả nhà ơi. Bữa nay thì bữa nay giờ này trễ lắm rồi Tiến mới đi được. Giờ này cũng có 10 giờ mười mấy cả nhà, tại vì Tiến cũng thu xếp một chút xíu công chuyện của nhà của Tiến. Dạo này nói chung là công chuyện Tiến cũng khá nhiều cả nhà, nên là đi quay clip cho cả nhà xem thì cũng cố gắng cái đi bào cả nhà. Đó thì tới đây thì cái khu này thì mấy năm rồi á thì cũng có ông về lấy ra cả nhà. Nhưng mấy năm nay kiểu như chú vườn phá khai quang hết nha, kiểu như là cây có gặm gạp á lùm liếc rồi thì cũng chú vườn phá hết, đang lên bờ là trồng trái cây á nha. Thì nên ông bây giờ nó cũng thưa dữ lắm. Nhưng mà bữa nay đã Tiến gạo lên khu này thử lại, hy vọng là sẽ có còn những ông nó về cả nhà. Mà kiểu nó về nó cũng không còn đóng lùm được cả nhà, nó đóng cái cây tào lao á, kiểu nó về nó kiếm kẹo nó rồi nó đóng luôn cả nha. Thì bây giờ Tiến cũng chưa biết là nó có về hay không nữa. Mình qua hên xui đó, thì giờ trước mắt là phải lội ngang kênh nha. Lội ngang kênh trước rồi mới băng qua nó được, tại vì chưa có cái cầu. Bây giờ thì không có cầu kiết chân nha, chỉ lội thôi chứ không có cầu. Sáng sớm mà, ủa giờ 10 giờ sáng nó chưa luôn rồi. Đúng lúc nào anh, đúng lúc dài. Giờ cái kênh này như người ta có mấy mút cũng hơi sâu rồi, chứ rồi chứ lội ngang nè. Sang quần đây là lội ngang luôn nè, bây giờ thì nó hơi sâu. Thì nhà gốc không nhà khu vực chỉ Tiến để đi quăng đi săn là gì đấy cả nhà, xuyên suốt lại lội kiểu này nè, tại vì dưới đây vườn tược cả nhà, nhưng kinh gạch nhiều khi có cô gì chú bác làm cái cầu đi qua lại á thì tiện cho mình đó, mình đi ké được. Còn kiểu mình đi kiểu này thì phải lội cả nhà, mưa rảnh được không à. Cái gì cũng khó đi, có một số anh em đồng nghiệp nhắn tin Tiến, nói chung thì đòi giao lưu cả nhà. Anh em cũng mến Tiến là kiểu như muốn giao lưu, nhưng mà kiểu cái khu vực anh em á thì đi kiểu đi khơi khơi á, không có mương rảnh cả nhà, thì đi rất là thoải mái. Rồi với Tiến thì nói chung thì nhiều thứ lắm, phải là Tiến không muốn giao lưu mà nhiều thứ lắm, kiểu mà phải lội mương nè. Cái điều đầu tiên là phải lội mương nè, còn cái thứ hai á là phải chui với guồng nè. Cái thứ ba, cái quan trọng nhất á, là vô vườn cực kỳ khó khăn nè. Thì nói vậy thì tất cả anh em đồng nghiệp và quý vị chú bác cũng hiểu rồi. Chung mà vườn trái cây của người ta, đâu phải mình muốn vô là vô cả nhà. Còn khi mình gặp chú vườn thì mình hỏi. Còn khi mình không gặp cái mình đi đại vô chứ sao giờ, thì cái nghề săn bắt mình bắt buộc phải vậy đó. Nhưng mà nhầm người ta biết điều á, thì người ta nói chuyện nghe rất là im lỗ tai đó. Còn nhiều người kiểu người ta không biết điều á nha, kiểu không biết điều mà kiểu người ta khó khăn á, vô người ta chữ dữ lắm, mình mới bước vô là người ta chữ rồi, nên là cũng khó chữ thì Tiến chứ không gì, chứ giao lưu thì bình thường chứ có gì đâu cả nhà, chứ Tiến đâu có giấu hiểm giấu bọng làm gì. Nếu vậy thì Tiến sợ là vô rồi mấy anh em đi sử dụng mà mấy xứ xa về Sài Gòn rồi nọ hay này kia đâu, thì nói chung mà rừng rậm thì vô thoải mái thì khác, còn về miền Tây thì nó hơi khó cả nhà. Thì thôi thì Tiến cũng muốn chia sẻ đến anh em đồng nghiệp như vậy thôi, tại vì hôm gần cũng có số anh em đồng nghiệp điện Tiến rồi kiểu như giao lưu, nhưng mà Tiến không phải là từ chối. Tiến lúc nào cũng nói trước như vậy, cái anh em đồng nghiệp thấy kiểu như là nếu mà xuống mình chịu đựng được thì cứ xuống, nói chung mà Tiến không có kiểu là Tiến lúc nào cũng quan nghênh khách nha cả nhà. Thì thôi thì Tiến bây giờ Tiến đi buồn, thì hy vọng là sẽ có ông quay với nhà xem. Rồi cả nhà, thì tới đây Tiến vừa phát hiện ra ông đầu tiên trong ngày, thử có mặt nha cả nhà. Ổ này thì theo quá chúng mình xác mình nó đóng cũng khá là lâu quá nha, cũng bự á, biết con mặt không thì chưa biết nha. Muốn bày ra này
nấu phần hơn nè. Mặt nó dít đau quá. Nhà quấn vô mặt cả nhà. Thấy được à? Quay một mặt cho nhà xem cái này nè. Ổ bự quá, mặt yếu quá. Điều quá nha. Để cũng nhiều đó nha. Chuyện sĩ mặt à. Kệ có đang không đó nha, tiền xăng trước đi. Rồi đi quần tiếp, hy vọng là sẽ có hàng khủng quay cho nhà xem. Đó, sâu ra cái. Đó, nhiều quá nha. Nào coi. Thấy đứng được bò nha, chân trụ chân chịu nữa nha, lộn mới được. Thì là cái gu đi thật là tao mở rẻ cái này. Tiếng lụt lụt này thử còn được ổ nào không nghe nha, mà ở nhà đồng hành tiếng nha. Giọng có hàng nữa cái nha. Nứt đi ghê không. Giờ mất cái nha. Đó. Mày thấy không? Đi nứt đó. Mà nó xíu nha. Ổn bự quá mà dở quá. Nó không có phì nữa nha. Địa hình này còn ngon, còn bằng được. Đi về kiếm thử đi. Đúng rồi. Rồi, thì tiến đi tiếp nha. Rồi cả nhà, thì tới đây sau hành trình guồng thì Tiến cũng vừa phát hiện được tổ nữa cả nhà. Nó đóng cây này cái gì Tiến cũng không biết luôn nha. Ổ này ông Tiến thấy cũng gọn cả nhà, không bự hùng. Thấy cái đồ mặt nó cũng phì phì vậy đó mà Tiến nghĩ cũng không nhiều mặt cả nhà. Ông với Tiến giờ sao kiếm ổ bự khó quá. Sáng giờ đi cái tới giờ mới gặp được ổ nữa đó cả nhà. Không dễ ăn đâu. Mọi cũng lông thằng luôn nha. Ông giờ nói chung là hơi chua ăn hơn xưa nhiều quá cả nhà. Tiếng lội nãy giờ cả nhà nhìn chuồng ngoài mình mấy tiếng như con trồn mà. Mới có ổ mới phát hiện được ổ này cả nhà. Là sáng giờ hai ổ. Giờ này cũng cả 10 giờ mười mấy rồi đó. Nhà không biết đó. Nói chung mà sáng giờ tiếng gặp ổ rất là nhiều luôn. Nhưng mà chưa có ghiên quay cho nhà xem thì ổ này mới ghiên nè cả nhà. Mà ghiên cũng lâu đâu, ổ này đóng tiếng nghỉ rồi từ non ngày. Ủa, 10 ngày mấy ngày thôi. Lên nha, cây khá cao nha.
lên tới đây, lên tới tiếp nhắn nữa thôi gọi. Ôi cái nghĩ nhỏ nha, không bự đâu. Thấy đó. Thấy nó cuốn phì hung nữa. Gọn nè. Cái đóng lâu cao quá tiếng thấy không gõ nữa nè. Sợ nó mới đóng thì bà nữa nè. Mà cái dáng nó chắc cũng đóng khe con khó dĩ nữa nha. Chúng ta bỏ quẹt dưới đi. Để họ rớt. Mình đừng kiếm ạ. À. Lên nha. Khô. Trơn nhất ta. Trời ơi. Dán là giống mới đóng có gì chở. Chết rồi. Ổn bự nha, không nhỏ mà sao nó. Ồ, hy vọng là đóng lâu nghe nha. Ồ, ổ này chắc cũng nghĩ có còn rồi nè. Không phải chạy đâu. Có dĩ vậy. Đúng rồi, cao nhìn không rõ, lên trong trọng nữa, không bỏ không nhỏ. Ủa ghim. Ủa có mặt kìa. Mặt này cũng trọng á. Được lít xuống đây. Chấm dồi, thấy chấm dồi đó. Ồ chắc không tới nít nha. Rồi tiến sinh con dĩ nha. Cái dĩ nó chà biết làm gì không? Cho nó tạo khói cái nhất. Cái hai là nó ít cái cháy gọi nha. Tại trên cao gió á. Như anh em biết không hỏi mỏi tiếng nước dĩ làm gì. Dĩ chả anh xin trả lời luôn á. Cái dĩ nó là cái lết vậy đó. Trên cao rồi nọ hay không đang phun nó quýnh á. Anh em, cái nhà chết cháy quá ta. Gió này hay không? Gió nó cháy gọi. Nó dụi cái nhà chứ không dụi là nó cháy hết trơn gọi luôn. Đây là nó cũng cao nha, khá là cao này, gió nó chắc cả ưa oai thủy. Cũng được không nè, bạn nó phì mà hiện cục tròn do ba sĩ có luôn gì cũng có này nhỉ. Rồi cái nhà ơi, cam bị lỗi tự nhiên tắt ngang cái nhà. Đang quay mặt lại cho nhà xem nè. Không biết khúc dưới giờ tiếng leo lên giờ không biết có quay không nữa nè cái nha. Đó, mặt nè. Chám vô nhưng mà cũng không nhiều nữa nha. Nó cỡ nửa lít ba xị thôi. Thấy cam tiếng giờ bị tuẩn tuẩn cái nha. Đó. Thôi giờ tiếng bắt nghe nha. Đặng có thời gian đặng tìm mẫu mới quay cho nhà xem. Tiếng đứng tiếng chịu đây nãy giờ thừ lừ nè. Mệt. Nha. Cái da đẩy tay mũi. Cắt nha. Nửa lít. Biết ngay mà. Bên mặt bên phấn thôi nha.
nó nè, rất là đã nha, đẹp sợ vậy. Cam biết có tắt ngang nữa không nè. Dạ, đánh nữa nha. Tài bốn gì rồi. Mặt phải có độ dày nha. Ba xị mặt cái gu nha. Ba xị những lít luôn á nha. Quá đã màu mặt nè. Thôi khỏi chê cái nha. Ở dưới nhìn thấy nó cũng gọn nè, lên thấy trọng trọng thấy phê rồi. Mặt gì là đạt rồi cả nha. Ủa sáng sáng tiếng cũng ủ ghi nữa cả nha. Mà nó xíu mặt cả nhà cũng thấy đạt gì là đạt lắm rồi đó. Hôm nay nó ủ kia nó già luôn, đáng ghé ủ kia từ lít lít ngoài luôn. Đó. Giờ là xin nó một miếng sáp cho bo cái bông này luôn. Đó. Lên thấy bông trọng trọng là phái à. Ở cái nhà thấy không? Không biết tiếng còn quay không cái nhà. Ở cái nhà để sáp cho tự động nó lên khói rồi cực cái nhà. Đó, thì giờ tiếng xì dò tí xuống nha. Biết có quay gì không nữa nè, sợ gì đó. Nhà thông cảm tiếng chứ vợ cha nó bị sủa sao vậy. Ba xì mặt thì gu. Quá đã. Những lít luôn cái nhà. Tại nó có độ dày, nó không có cái bề xuống với bề dày tròn do cục. Cái dừa này cắt kỹ kỹ nha, tại vì nó rớt cái tàn chỗ tay mình á, phỏng nó dở con cái đó đó cái nha, kỹ vụ đó rớt chỗ tay đào hết về tại vì phỏng trơn. Khó leo mà nó nắng quá trời. Rớt tặng mình tiếng. Chụp bẩn. Nó không thèm gì quăng bẩn xuống rồi nè. Mặt nó thơm mẹ ơi. Phước luôn nha. Nhà nào ai có cần thời mà ông mà liên hệ tiếng nha. Hãy ra đánh mà cái nhà heo xuống rồi. Đó, vô lên cái bọc đó cái nhà. Đó thì dỗ ổ hai cái nhà thì tiếng vẫn đi tìm tiếp nha. Hy vọng là tiếng sẽ gặp con hiệu mẫu zin hay ổ đẹp đẹp con quay cho nhà xem nữa. Tiếng biết là cái khúc đầu tiếng leo lên này tiếng có quậy không thì ví dụ không có thì tiếng sẽ cắt khúc này đưa lên cho nhà xem ha. Thì mong nhà thông cảm đi tại cái cam tiếng nó bị tủn cái nhà. Lâu quá rồi nó hết thời rồi, nó giống như nó vậy đó. Lâu lâu cái nó bị lắc cái nhà thôi là nó bị tắt ngang vậy đó. Thì bây giờ tiếng đi tiếp nha, hy vọng là tiếng gặp ổ quay cho nhà xem nữa. Cả mặt cả nhiều thôi đừng nhiều thì tiếng không có hy vọng nhiều cả nhà. Mà nó có điều nha. Sáng tiếng quơ cũng mấy ổ mà ổ có không nha. Có mặt gì là mừng nha nhà, thì mà ở nhà đâu. Ờ cả nhà thì giờ đây cũng chưa rồi nha. Thì giờ này cũng cỡ 11 mấy 12 giờ cả nhà. Thì tiếng cũng có chuẩn bị theo cái bánh nha cả nhà. Đó, đang ăn cả nhà ơi, ăn chưa tại vì tiếng đi gù gù trong vườn trong ruột cái tật cả nhà. Ở trong mấy cái khu mà bịch bịch á, không có ra nên là không có ra lộ hay là trong nói chung là trong vùng sâu cả nhà. Nên là không có gì mua ăn hết nên là tiếng lúc nào cũng thủ theo cái bánh đó nha. Chứ rồi không đem bị đau tử, tiếng này đem theo hũ là nó đau tử sẽ không đau nữa cả nhà, tại vì mình ăn uống đầy đủ á. Rồi tiếng mời cả nhà miếng bánh nha. Ừ. Nói chung là đói bụng ăn gì cũng ngon cái nha, mà có một cái là hơi tủn cái là khát nước. Rồi trên tiếng nói bắt có bông trên đây nè, ổ thứ hai cái nha, thì xuống góc quất luôn à.
mở nhà ăn miếng nữa nè cả nhà. Ăn có sức đi tiếp, chú ngủ quay cho nghe thêm nữa. Ôi ngoại gì cái lít mặt đó nha. Nó cầm vô tay nó y nha. Ngãi gấp nó nhìn nó ông như cái thúng, nó lớn gì. Mà lên thấy bự quá bự không biết. Tại cái cây nó cũng khá là cao á nha. Không thấy cao gì cũng cỡ 14 15 mét à. Nên là nó nhìn không rõ, nhìn nó không có xíu à, mà lên thấy bự. Cũng được chứ không bự nha. Nhưng mà đó vậy là miền Tây vậy ông vậy lớn nè. Đồ mặt về đạt đó nha, tại vì sáng giờ tiếng của quay nhà xem ổ đầu tiên á, nó cũng bự lắm chứ đâu có nhỏ đâu, nó núp lùm luôn á, đâu thấy biết lâu nha, mà tiếng bắt lại tiếng bắt của mặt có chút xíu vậy, chừng sĩ mặt à, tiếng cả nhà cũng thấy đó. Ổ này đít mặt là mừng, dám kiếm chừng hai ổ nữa là sống được ngày nha. Mời nhà miếng bánh lên. Ừ, xuống bắt trời nè. Nó ngâu là nó đói bụng, nó muốn ăn trưa chứ nó gì á. Ăn ké hay gì xuống đây dữ vậy ông anh. Quần ông bây giờ, cái thời buổi giờ quần ông nó không dễ ăn đó nha. Nhưng mà cũng cuộc sống ai cũng mưu sinh hết trơn á. Nên là người đi trước, người đi sau thôi. Thì nói chung là bắt cái nghề ông là phải chấp nhận được cái nhà ấy. Mới vô nghề ông mà được. Đó, xong rồi đó. Cái bụng quất nhanh, suốt hơi hết trơn cái bánh. Địa hình còn ngon lắm, đây chiều đó quớ quằn còn ra nữa cả nhà. Nhưng mà cũng hên xui đó, nói chung là ổ có không thì tùy nghe cả nhà. Thì ổ nào tiếng thấy đạt thì tiếng sẽ quay cho nhà xem, còn ổ nào tiếng thấy chết có tiếng bắt luôn. Thì mời cả nhà theo chân tiếng nha, kiếm thêm một ổ hay ổ nữa đưa lên cho nhà xem cho nó đã nghe nha, chứ coi ngủ mà coi nhàm chán lắm. Rồi mời cả nhà theo chân tiếng đi guồng tiếp cả nhà.